Một con virus bé nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Vậy mà nó làm cho toàn cầu phải lao đao. Bệnh viêm phổi cấp được gây nên bởi thứ virus độc nhất vô nhị trên thế giới. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa hiểu cặn kẽ về nó. Trên 300.000 trường hợp nhiễm bệnh, gần 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 13.000 người tử vong. Đó là số liệu mới nhất được WHO công bố cho đến ngày 22 tháng 3. Còn tại Việt Nam, nhiều bệnh nhân mới dương tính với COVID-19 cũng lần lượt được xác nhận. Vâng, những con số đáng lo ngại. Thế nhưng trong lúc số ca nhiễm đang không ngừng tăng lên mỗi ngày, thì hiện nay trên thế giới vẫn chưa tìm ra loại vaccine để điều trị. Một khuyến cáo được đưa ra lúc này đó là mỗi người cần phải tự nâng cao sức đề kháng cho chính bản thân mình. Thế nhưng làm như thế nào để có thể nâng cao sức đề kháng? Thực phẩm nào có thể bổ sung sức đề kháng? Hay dinh dưỡng cho mỗi người thì có giống nhau? Tất cả sẽ được giải đáp trong chuyên mục khoa giáo của chúng tôi với chủ đề dinh dưỡng mùa COVID-19 ngày hôm nay. Chợ Quang Trung một buổi sáng thường ngày. Đông đúc và nhộn nhịp cảnh bán mua. Và có thể dễ dàng tìm thấy được bất kỳ một thực phẩm nào ở đây. Thế nhưng, mua như thế nào để đảm bảo thực phẩm ngon, an toàn và bổ sung đủ dưỡng chất cho một bữa ăn luôn là trăn trở của các bà nội trợ. Thế bà thì nói chung là bà tròn đổ sạch bà mua rồi chứ, như ngày bình thường rồi chứ. Thì bà cứ cảnh giác rồi đi chứ. Không biết được cái thức ăn gì là đúng, thức ăn gì là sai. Thì cứ mua cái bình thường rồi thôi. Chọn thực phẩm bằng cảm tính có lẽ là câu chuyện chung của nhiều bà nội trợ. Điều này sẽ không có gì quá to tát nếu như dịch COVID-19 không bùng phát và lây lan mạnh như hiện nay. Và việc nâng cao sức đề kháng trở thành một nhu cầu thực tế đặt các bà nội trợ vào một bài toán dinh dưỡng khó giải. Đặc biệt là khi có quá nhiều nguồn thông tin liên tục được đưa ra. Cần thiết như thế, bổ sung hàng ngày đủ chất, đủ dinh dưỡng là được. Chứ không phải là đến bây giờ mới uống thêm những cái thứ đó. Tăng thêm rau, hoa quả, nước cam. Liều lượng thì cũng nói chung là cũng như thường ngày, thì ví dụ một ngày hai quả cam chẳng hạn, rau thì ngày nào cũng có, rau xanh, quả chín. Ngoài các thực phẩm quen thuộc như ăn nhiều rau xanh và trái cây, có nên tăng sức đề kháng bằng mật ong hay nước chanh, nước xả hay ăn tỏi? Và bao nhiêu thì đủ cho một người mỗi ngày? Tất cả sẽ không thể chỉ ước lượng bằng cảm tính nếu muốn nâng cao sức đề kháng trong mùa dịch COVID này. Bổ sung dinh dưỡng nhằm nâng cao sức đề kháng luôn luôn cần thiết cho sức khỏe của mỗi con người. Thế nhưng cho đến khi dịch COVID-19 bùng phát thì người ta mới nhìn thấy được tầm quan trọng của nó. Bởi nếu như khẩu trang và dung dịch sát khuẩn được xem như là lớp bảo vệ từ bên ngoài, thì dinh dưỡng chính là chiếc áo giáp để bảo vệ cơ thể từ bên trong, đóng một vai trò quan trọng, góp phần giúp mỗi người chống dịch. Sức đề kháng được xem như thành trì bảo vệ sức khỏe khỏi sự tấn công từ các tác nhân bên ngoài. Sức đề kháng giúp cơ thể ngăn virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng xâm nhập vào bên trong. Cơ thể khỏe mạnh sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh, đồng thời phục hồi nhanh nếu không may bị lây nhiễm. Thế nhưng không phải ai cũng ý thức được điều này. Bởi thay vì nâng cấp thành trì vốn có của cơ thể, nhiều người chỉ tận dụng đến khi cạn kiệt, khiến cho bộ máy không thể chống đỡ khi có sự xâm nhập của virus, vi khuẩn. Vì vậy, trong mùa COVID-19 này, việc chủ động tăng sức đề kháng được đánh giá là cấp thiết và cần làm ngay. Cơ thể khỏe mạnh kết hợp với các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, dùng dung dịch sát khuẩn sẽ góp phần hạn chế nguy cơ mắc bệnh. Mỗi người có thể tự cải thiện sức đề kháng bằng nhiều cách. Trong đó, chế độ dinh dưỡng cân bằng, đảm bảo không bị thiếu hụt dưỡng chất thiết yếu chính là chìa khóa. Chế độ dinh dưỡng cần cung cấp đủ năng lượng, chất đạm, tinh bột,
đường, kiểm soát chất béo, tăng cường vitamin A, vitamin E, vitamin D và vitamin C, kẽm, selen và sắt, probiotic. Vâng, một chế độ đủ dinh dưỡng và đủ chất. Những thế nào là đủ chất? Thì hôm nay bác sĩ Nguyễn Thị Thơm đến từ khoa dinh dưỡng của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ trao đổi cho chúng ta cụ thể hơn về vấn đề này. Vâng, thưa bác sĩ, thì bác sĩ có thể nói cụ thể rằng là mỗi người, mỗi ngày cần cung cấp cho cơ thể một lượng dinh dưỡng như thế nào thì được gọi là đủ ạ? Vâng, thưa quý vị khán giả, theo khuyến nghị đối với người trưởng thành ở Việt Nam thì một ngày cần khoảng 1.800 đến 2.200 kcal. Để cung cấp đủ cái mức năng lượng theo như khuyến nghị thì chúng ta cần phải cung cấp các cái nhóm thực phẩm, và cụ thể là cái lượng bao nhiêu thì tôi sẽ xin hướng dẫn như sau. Thứ nhất là nhóm đạm, nhu cầu đạm đối với chúng ta là đạm hay còn gọi là protein thì một ngày có nhu cầu là 1 đến 1,5 gram trên kg cân nặng trên một ngày. Thì có nghĩa là chúng ta quy đổi ở trong một cái lượng thịt hoặc là cá này nói chung này á, thì có từ 17 đến 18 gram protein. Đấy, tính ra như vậy thì cần phải có 2 lần rưỡi đến 3 lần rưỡi một ngày cho một người. Cái nhóm đường bột là cái nhóm chính, từ 60 đến 70% năng lượng. Thì tính ra là chúng ta cần phải cung cấp từ 2 lần rưỡi đến 3 lần là một ngày. Và nếu trong ngày chúng ta sử dụng khoai củ này, miện này, bún phở thì chúng ta sẽ giảm cái lượng gạo này đi. Tiếp theo là cái nhóm chất béo. Nhóm chất béo thì cung cấp từ 18 đến 25% cái nhu cầu năng lượng, và tính ra là ngoài cái lượng chất béo trong thực phẩm á, thì chúng ta cần phải bổ sung thêm từ dầu và mỡ động vật từ 25 cho đến 30 gram một ngày nữa, hoặc có tương đương vậy là 3 đến 4 thìa canh dầu ăn hoặc là mỡ một ngày cho một người. Tiếp theo nữa là cái nhóm rau củ. Nhóm rau củ thì chúng ta cung cấp là từ một người là tối thiểu là 4 đến 500 gram một ngày. Thì chúng ta nên sử dụng đa dạng các cái loại rau củ để cung cấp, mỗi loại thì nó sẽ có một cái vitamin riêng và nó có một cái thế mạnh riêng. Hoa quả thì chúng ta sẽ sử dụng là từ ít nhất là từ 200 đến 300 gram. Và những người mà có khả năng sử dụng được lớn hơn cái lượng 200-300 này thì là càng tốt. Tiếp theo nữa là một cái nhóm mà chúng ta không nhìn thấy ở trong các cái loại thực phẩm này được, là cái nhóm muối khoáng, thì là có trong giống như là sắt hay là canxi hay là kẽm. Một cái cuối cùng rất là quan trọng đó là nước. Lượng nước thì là chúng ta cần bổ sung cho cơ thể là theo cân nặng là 40ml trên kg cân nặng, và tính ra một người trưởng thành thì cần khoảng 2 lít nước mỗi ngày. Vậy thì bác sĩ có thể hướng dẫn cái cách để bổ sung chế độ dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng trong cái mùa dịch bệnh hiện nay ạ? Sức đề kháng của cơ thể thì chúng ta có thể hiểu nôm na là cái khả năng mà chống lại dịch bệnh, chống lại các cái mầm bệnh khi mà xâm nhập vào cơ thể. Thì để cái chế độ dinh dưỡng mà nâng cao sức đề kháng hay là tăng cường cái hệ miễn dịch khỏe mạnh thì chúng ta cần phải chú ý một số cái đặc điểm sau. Thứ nhất là đầu tiên là chúng ta cần phải cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể, để chú ý tăng cường bổ sung cái nhóm đạm. Cái nhóm đạm hay còn gọi là protein là cung cấp cho chúng ta các cái nhóm axit amin. Các cái axit amin này chính là các cái nguyên liệu để cung cấp cho cơ thể sản sinh ra các cái tế bào bạch cầu này, lympho này, các cái tế bào của hệ thống miễn dịch mà trong cái giai đoạn mà chiến đấu với lại các cái mầm bệnh thì là đòi hỏi cái số lượng các cái tế bào này là cũng cần phải tăng lên. Bổ sung các cái nhóm vitamin, đặc biệt chú ý đến các cái vitamin như là A, D, C, E. Các vitamin này nó góp phần là tăng cường cái hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Chúng ta cần bổ sung thêm một ly nước cam, nước chanh hay là nước ép bưởi mỗi ngày. Và các cái loại nước như là nước chanh, mật ong thì chúng ta nên sử dụng ở dạng nước ấm. Và các cái loại nước sinh tố thì không nên cho thêm đá vào. Bổ sung thêm các cái loại tỏi, đặc biệt là dạng tỏi sống thì cũng rất là tốt đối với hệ miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể. Nhóm đạm, protein có nhiều trong thịt, cá, trứng, sữa, tôm cua. Nhóm đường bột, glucid, chủ yếu trong gạo, mì, ngô, khoai, sắn, mật, bánh kẹo. Nhóm chất béo, lipid, có trong dầu thực vật và mỡ động vật. Nhóm vitamin, bao gồm vitamin A, B, C, D, E, K. Trong đó, vitamin A,
có trong gan, cá, trứng, sữa. Tiền vitamin A, beta carotene có trong rau củ quả màu vàng đỏ như gấc, cà rốt, bí đỏ, cà chua. Vitamin C có trong bưởi, cam, chanh, ổi, các loại rau xanh, rau ngót, rau cải. Vitamin D chỉ có trong thực phẩm có nguồn gốc động vật như thịt, cá, trứng, sữa. Vitamin E có trong các loại ngũ cốc, các loại hạt hướng dương, hạt bí, hạnh nhân. Các vi khoáng: sắt, canxi, kẽm, selen. Canxi có trong tôm, cua, sữa, vừng, mè. Sắt, kẽm, selen có trong thịt màu đỏ, hàu, sò, măng tây, ngũ cốc. Nước: nước có trong nước uống, canh, sữa, trong hoa quả, nước dừa và nước mía. Nói về cái câu chuyện dinh dưỡng trong cái mùa dịch Covid này thì nhiều người nói rằng là nếu chỉ bổ sung dinh dưỡng qua cái đường ăn uống thì là sẽ không đủ, bởi vì là cơ thể không thể hấp thu tất cả những cái vitamin thông qua cái đường ăn uống. Và họ truyền tai nhau rằng là cần phải bổ sung bằng cách là uống thêm các cái loại thuốc hoặc là các cái thực phẩm chức năng. Vậy thì cái quan điểm này, cái suy nghĩ này của người dân thì có đúng hay không cho bác sĩ? Nếu như chúng ta cung cấp đầy đủ các cái loại thực phẩm và đa dạng các cái nhóm này thì chúng ta vẫn có thể bổ sung đầy đủ các cái vitamin cho cơ thể. Người dân trong giai đoạn này thì không tự ý bổ sung các cái loại thực phẩm chức năng này, các cái loại thuốc, các cái vitamin nếu như mà không được sự hướng dẫn cụ thể của các bác sĩ. Người già trẻ nhỏ chính là hai đối tượng có sức đề kháng kém, đặc biệt là với những người mắc các bệnh mãn tính. Vì vậy, bổ sung dinh dưỡng cho các đối tượng ở các lứa tuổi cũng phải khác nhau và cần có sự cân bằng. Đối với trẻ nhỏ, trẻ em là đối tượng đang trong giai đoạn phát triển cơ thể. Vì thế, mức năng lượng cung cấp cần rất cao, đặc biệt là nhóm đạm. Lượng protein cần cung cấp cho trẻ dưới 1 tuổi cần 100-150g thịt cá mỗi ngày. Trẻ từ 1-3 tuổi cần 150-200g thịt cá mỗi ngày. Để nâng cao miễn dịch cho trẻ, bổ sung thêm trứng, sữa, sữa chua, khuyến khích trẻ ăn thêm rau xanh và quả chín. Nếu không ăn được nguyên muối, miếng, có thể xay thành nước ép cho trẻ. Cho trẻ uống nước ấm 30 độ C, giữ ấm cơ thể. Đối với người già, tuy nhu cầu giảm so với người trẻ, nhưng lứa tuổi này cần chú ý bổ sung các loại thực phẩm bổ dưỡng như thịt gà, bò, cá, sữa, hoa quả, chế biến thực phẩm dạng mềm như dễ tiêu, ít gia vị. Đặc biệt cần bổ sung thêm nước ấm cho cơ thể, nhưng chỉ nên uống nhiều vào ban ngày, hạn chế uống vào ban đêm để tránh việc mất ngủ. Những người có bệnh lý mãn tính, ngoài chế độ dinh dưỡng cần thiết cho người lớn tuổi, thì những người già có bệnh mãn tính phải tuân thủ chế độ điều trị. Những người bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, suy thận cần tuân thủ chế độ ăn theo nguyên tắc từng bệnh. Lưu ý! Một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ là cách bổ sung sức đề kháng tốt nhất. Thế nhưng mọi việc sẽ chỉ mang lại kết quả tốt với điều kiện thực phẩm bổ sung là thực phẩm sạch, đảm bảo chất lượng và có nguồn gốc xuất xứ. Cùng với việc bổ sung dinh dưỡng thì việc luyện tập thể dục thể thao hàng ngày có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao sức khỏe cho mỗi người. Đặc biệt, luôn nhớ mang khẩu trang khi tới những địa điểm công cộng và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Như vậy mới hạn chế được sự lây lan của dịch bệnh. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình khoa giáo với chủ đề dinh dưỡng mùa Covid-19 của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với những thông tin có trong chương trình cùng với sự tư vấn của bác sĩ đã cung cấp cho quý vị những kiến thức hữu ích, từ đó nâng cao sự hiểu biết trong công tác phòng chống dịch bệnh. Một người làm tốt thì chắc chắn xã hội sẽ tốt lên. Có như thế thì dịch bệnh mới không có cơ hội bùng phát và lây lan. Còn tới đây thì tôi xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.